Kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp, sau đây tôi xin trình bày một chủ đề trong lĩnh vực gây mê hồi sức và chống đau, đó là dự phòng và điều trị đau chi ma. Nội dung trình bày thì gồm có hai phần: sinh lý bệnh và chẩn đoán đau chi ma, dự phòng và điều trị đau chi ma. Như chúng ta đã biết thì đau sau phẫu thuật cắt cụt bao gồm đau chi ma và đau mầm cụt. Hiện nay đau chi ma thì rất phổ biến sau cắt cụt, là một gánh nặng và thách thức đối với nền y học hiện đại. Ước tính ở Mỹ năm 2005 có 1,6 triệu các trường hợp cắt cụt và dự kiến đến năm 2050 sẽ có 3,6 triệu các trường hợp cắt cụt trên tổng dân số. Đau sau phẫu thuật cắt cụt chi đã được mô tả lần đầu tiên vào năm 1551. Đau chi ma lần đầu tiên được ghi lại bởi nhà thần kinh học Michel năm 1871. Một số khái niệm liên quan đến đau chi ma chúng ta cần biết. Đau mầm cụt là tình trạng đau ở phần chi còn lại. Cảm giác chi ma là bất kỳ cảm giác nào mà không phải là cảm giác đau từ vùng chi thể đã đứt rời. Đau chi ma là tình trạng đau dai dẳng ở phần chi thể đã bị cắt cụt, đặc trưng bởi đau và rối loạn cảm giác, điện giật, bỏng rát, co rút, đau nhói, vân vân. Có thể xuất hiện sớm trong vài ngày đầu sau mổ với tỷ lệ là 40 đến 80% tùy theo các nghiên cứu. Về sinh bệnh học của cơ chế đau chi ma thì chưa thực sự rõ ràng. Theo các nhà nghiên cứu thì đau chi ma tác dụng lên cả ba giai đoạn của con đường dẫn truyền cảm giác đau: thần kinh ngoại vi, tủy sống và trên tủy sống, gồm có vỏ và tổ chức dưới vỏ. Thông qua thần kinh ngoại vi thì sợi C sau khi tiếp tục truyền tín hiệu đau về tủy sống, dù kích thích ban đầu đau không còn, nhưng chúng ta đã biết thì sợi C là một sợi dẫn truyền cảm giác đau chậm, hiện tượng tạo ra các u hạ thần kinh do sự tái tạo hỗn loạn của sợi trục do mô sẹo và không còn đầu xa. Thông qua hạch chạy lưng và sợi hạch giao cảm, cơ chế trên tủy sống là do thay đổi kiểm soát của neuron trung gian. Neuron trung gian là một neuron có tác dụng ức chế, do đó khi thay đổi hoạt động của neuron trung gian thì sẽ mất hoạt động ức chế đau của neuron này và dẫn đến tình trạng tăng đau và dẫn đến đau mãn tính. Các con đường dẫn truyền ở hành tủy thì khi bị mất cân bằng thì sẽ dẫn đến tình trạng đau mãn tính. Và một cơ chế nữa đó là liên quan đến tăng hoạt động của thủ thể N-methionine aspartate, dẫn đến tình trạng tăng đau và giảm nhạy cảm opioid. Cơ chế trên tủy sống gồm có vỏ não và tổ chức dưới vỏ. Các tổ chức dưới vỏ khi có một tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, trong trường hợp cắt cụt chi là cả hai, thì sẽ dẫn đến tái tổ chức và dẫn đến các hoạt động xử lý bất thường, rối loạn chức năng. Về vỏ não, như chúng ta đã biết thì vỏ não thì sẽ chia thành vùng chi phối vận động và cảm giác cho các vùng của cơ thể. Khi một phần cơ thể bị mất đi, ví dụ như trên slide là tay bị mất đi thì vỏ não sẽ có hoạt động tái tổ chức sau khi bị tay bị cắt cụt. Các nguyên nhân của đau chi ma thì sau phẫu thuật cắt cụt có thể gặp ở do tay chân và cả ở các phẫu thuật cắt vú, dương vật, tai, mắt. Tuy nhiên các phẫu thuật này thì ít hơn. Các nguyên nhân do chấn thương, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt thường gặp ở người trẻ. Các bệnh lý mạch máu ngoại vi, đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh lý mạch máu chi dưới thì thường gặp ở người già do các khối u ác tính hoặc do bẩm sinh, bệnh nhân thừa ngón hoặc những bệnh nhân sinh ra đã không có đầy đủ các chi cơ thể. Một nghiên cứu năm 2018 ở Mỹ thì nguyên nhân của cắt cụt chi là do 54% là do các bệnh lý mạch máu, trong đó 2 phần 3 là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Do chấn thương là 45%, do các bệnh lý ác tính là 2%. 65% các cắt cụt là cắt cụt ở chi dưới. Trên đây là hình ảnh của bệnh nhân sau cắt cụt do chấn thương và cắt cụt do bàn chân đái tháo đường. Các triệu chứng của đau chi ma thì thường không khẳng định, có thể đau bỏng rát, đau chói, đau như kim đâm, đau xoắn vặn, đau như bị ép hoặc đau như điện giật. Ngoài cảm giác đau thì còn có cảm giác ở vùng chi thể đã mất đi, như là có sự vận động của chi đã bị cắt cụt, hoặc cảm giác nóng lạnh, cảm giác áp lực, cảm giác rung, cảm giác ngứa. Một số nguy cơ của bị đau chi ma đó là thường gặp ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Đau nhiều trước phẫu thuật, bệnh nhân cắt cụt chi trên thì thường đau nhiều hơn chi dưới, hoặc là đau cắt cụt hai bên vùng chi thể cắt cụt lớn, tình trạng đau mỏng cụt dai dẳng, hoặc bệnh nhân bị nhiễm trùng hoặc tiến hành các loại phẫu thuật mỏng cụt nhiều lần. Bệnh nhân có lo lắng và trầm cảm giai đoạn chu phẫu. Đau thì gây lên rất nhiều các hậu quả trên cơ thể, dẫn đến thay đổi về thần kinh nội tiết, thay đổi các kích thích hệ thống giao cảm, gây các biến chứng về phổi, rối loạn tâm thần kinh và khiến cho bệnh nhân bất động, dẫn đến tăng các nguy cơ các bệnh và tăng tỷ lệ tử vong. Đau chi ma thì ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân và kinh tế của cả gia đình và toàn xã hội. Đau chi ma thì ảnh hưởng nhiều đến tinh thần cũng như thể xác của bệnh nhân. Một nghiên cứu năm 2002 trên 437 bệnh nhân
cắt cụt chi dưới thì những bệnh nhân có hiện tượng đau chi ma thì có chất lượng cuộc sống kém hơn hẳn so với bệnh nhân không có đau chi ma. Một nghiên cứu năm 2015 ở 27 bệnh nhân thì những bệnh nhân có cắt cụt chi có hội chứng đau chi ma thì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần của bệnh nhân. Ảnh hưởng lên giấc ngủ, về cảm giác ngon miệng, các hoạt động về công việc cũng như là ở nhà, độ tập trung của bệnh nhân và dẫn đến cho bệnh nhân là thường gặp rất nhiều là trầm cảm cũng như là stress. Do đó chúng ta cần phải chẩn đoán sớm và đúng đau chi ma. Tỷ lệ đau chi ma thì sau cắt cụt là rất là cao, từ 60 đến 80% và bệnh nhân cần được khám và tư vấn sớm nhất từ trước phẫu thuật nếu có thể, nếu không thì là sớm nhất khi có thể. Có thể chẩn đoán sơ bộ đau chi ma. Tuy vậy để chẩn đoán chính xác thì cần gửi đến các bác sĩ chuyên khoa sâu. Có thể thông qua một số câu hỏi để đánh giá nhanh như là hỏi bệnh nhân đã từng có cảm giác đau ở vùng chi bị cắt cụt hay chưa. Nếu câu trả lời là có thì hỏi tiếp là xem bệnh nhân có cảm giác đau ở phần chi thể đã mất đi hay không. Nếu câu trả lời là có thì có thể chẩn đoán là bệnh nhân có đau chi ma, còn nếu không thì là sẽ đau ở vùng mỏm cụt. Nếu như bệnh nhân chưa từng có cảm giác đau ở vùng chi đã bị cắt cụt thì sẽ hỏi tiếp câu hỏi là bệnh nhân đã có cảm giác như chi đã bị cắt cụt vẫn còn hay không. Thì nếu như bệnh nhân bảo là vẫn có cảm giác là còn cái chi đấy thì cảm giác này gọi là cảm giác chi ma, và nếu không thì tức là bệnh nhân sẽ không có đau chi ma, đau mỏm cụt hay cảm giác chi ma. Tuy vậy đau chi ma thì có thể không xuất hiện ngay, do đó thì bệnh nhân sẽ cần phải được khám và đánh giá thường xuyên. Quản lý đau chi ma thì cần chẩn đoán sớm, phối hợp đa chuyên khoa, cần dự phòng và điều trị trước, trong và sau phẫu thuật, điều trị bằng thuốc, can thiệp và các điều trị hỗ trợ. Chúng ta cần phải điều trị ở tất cả các cơ chế liên quan đến thần kinh ngoại vi, tủy sống và trên tủy sống, điều trị về tâm lý cũng như phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Chúng ta cần phối hợp các chuyên khoa về ngoại khoa, gây mê hồi sức chống đau, phục hồi chức năng cũng như là các điều trị về tâm lý và tái hòa nhập xã hội cho bệnh nhân. Về ngoại khoa thì cần phải tối ưu các phẫu thuật để lắp chi giả sau này, hoặc là phải cân nhắc rất kỹ trong việc có cắt cụt chi hay không. Về gây mê thì lựa chọn phương pháp gây mê thích hợp và kiểm soát cơn đau chu phẫu và về lâu dài nếu có thể. Về phục hồi chức năng thì cần tham gia sớm vào điều trị, tốt nhất là trước khi cắt cụt chi, hướng dẫn cho bệnh nhân về các việc sẽ sử dụng chi giả sau phẫu thuật. Về bác sĩ tâm lý thì cần tư vấn và giúp bệnh nhân tái hòa nhập xã hội, theo dõi kéo dài sau điều trị cho bệnh nhân. Một hội nghị đồng thuận năm 2011 ở Anh đã phối hợp rất nhiều các chuyên khoa trong việc điều trị bệnh nhân sau cắt cụt. Một nhóm của họ thì có rất nhiều đơn vị tham gia vào để quản lý và điều trị. Về dự phòng và điều trị đau chi ma thì cần phải dự phòng trước khi bệnh nhân có đau chi ma, sử dụng các loại thuốc đơn toàn thân, các loại giải phong bế thần kinh như là ngoài màng cứng hay là thần kinh ngoại vi. Do đó khi bệnh nhân xuất hiện đau chi ma thì chúng ta sẽ phối hợp thêm các loại thuốc để điều trị. Tuy vậy hiện nay thì những dự phòng và điều trị này của đau chi ma thì còn chưa được để ý nhiều. Chúng ta có thể có các dự phòng và điều trị trên về thuốc thì có thể sử dụng các nhóm opioid như morphine, chống trầm cảm 3 vòng như amitriptyline, hay là chống động kinh như là carbamazepine hay là gabapentin, hoặc là những cái thuốc tác dụng lên thụ thể N-methyl-D-aspartate như ketamine, hoặc là những phẫu thuật hoặc thủ thuật xâm lấn như là các phẫu thuật sửa mỏm cụt, phong bế thần kinh, phong bế giao cảm, hoặc là các kích thích thần kinh trung tâm như là tủy sống hoặc là kích thích não, hoặc một số điều trị hỗ trợ như là kích thích thần kinh qua da, nghiệm pháp gương, massage, siêu âm, vật lý trị liệu, vân vân. Chúng ta cần phải điều trị trên cả 3 giai đoạn, đó là thần kinh ngoại vi, tủy sống và trên tủy sống. Đối với một bác sĩ gây mê hồi sức thì cần phải quản lý đau chi ma cho bệnh nhân từ trước phẫu thuật, trong phẫu thuật và sau phẫu thuật. Từ trước phẫu thuật thì chúng ta cần can thiệp lý tưởng là khoảng 24 giờ trước phẫu thuật. Tuy nhiên thì nếu không được thì có thể là can thiệp càng sớm càng tốt. Về trong phẫu thuật thì tiếp tục sử dụng các biện pháp giảm đau tê vùng từ trước khi rạch ra, và sử dụng ketamine truyền tĩnh mạch trong mổ, tiếp tục những phương pháp giảm đau khác như là paracetamol hay là NSAID nếu mà không có chống chỉ định. Và sau phẫu thuật thì tiếp tục những điều trị trên, kéo dài cái giảm đau tê vùng như ngoài màng cứng hay là thần kinh ngoại vi, tiếp tục duy trì ketamine và các thuốc giảm đau khác. Về gây tê thần kinh ngoại vi, gây tê thần kinh ngoại vi đặc biệt là dưới hướng dẫn của siêu âm thì đã được chứng minh là một biện pháp có hiệu quả trong việc điều trị đau chi ma. Trên đây là một nghiên cứu năm 2021 ở 4 trung tâm với cơ mẫu là 144, thì catheter thần kinh ngoại vi
Với 6 ngày chạy giảm đau liên tục bằng ropivacaine thì có tác dụng giảm đau, điều trị đau chi ma 4 tuần sau điều trị và kéo dài đến 6 tháng. Tuy nhiên hiệu quả sau 12 tháng thì còn chưa rõ rệt. Ngoài gây tê thần kinh ngoại vi thì giảm đau ngoài màng cứng và PCA cũng đã được chứng minh là cũng có hiệu quả trong điều trị đau chi ma. Một nghiên cứu năm 2011 với cơ mỡ bằng 65, bệnh nhân được sử dụng PCA vào ngoài màng cứng trước và sau phẫu thuật. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy đó là sử dụng ngoài màng cứng và PCA trước và sau phẫu thuật 48 giờ thì giảm đau chi ma trong vòng 6 tháng cả về mức độ lẫn tỷ lệ. Ketamin. Ketamin cũng là một thuốc đã được sử dụng từ lâu để điều trị đau chi ma. Theo các nghiên cứu thì ketamin cũng có hiệu quả trong việc giảm đau chi ma. Một bài báo năm 2016 ở Medscape thì cũng đã cho thấy những hứa hẹn về việc sử dụng ketamin trong điều trị đau mãn tính cũng như là đau chi ma. Hiện nay ở bệnh viện Đại học Y thì ketamin thường sẽ được sử dụng cho bệnh nhân với liều 0,5 mg trên kg chạy trong 3 giờ, được chạy từ trong mổ và duy trì sau mổ khoảng 5 ngày, xét nghiệm chức năng gan thận sau điều trị. Gabapentin hay thường sử dụng là nerotin thì cũng đã được sử dụng giống như là một cái thuốc đầu tay điều trị đau chi ma. Mặc dù là hiệu quả của nó thì còn khác nhau ở các nghiên cứu với liều là 300 mg đến liều tối đa là 2.400 mg mỗi ngày. Thuốc chống trầm cảm 3 vòng amitriptyline. Amitriptyline thì cũng đã được chứng minh là có hiệu quả trong vùng điều trị đau chi ma. Tuy vậy, ở một số nghiên cứu thì các tác giả cũng khuyến cáo là mặc dù là có những lợi ích nhất định trong điều trị đau chi ma, tuy nhiên việc sử dụng của chúng thì vẫn còn những hạn chế do tác dụng không mong muốn của chúng mang lại. Một số điều trị không dùng thuốc như là hộp gương, bệnh nhân sẽ được sử dụng một cái hộp gương để phản ánh hình ảnh của chi lành lên trong cái gương và bệnh nhân sẽ giống như là chi bên kia vẫn còn và bệnh nhân sẽ được tiến hành các bài tập luyện. Hiệu quả của biện pháp hộp gương này thì cũng đã được chứng minh qua các nghiên cứu. Và các nghiên cứu thì đều kết luận đó là hộp gương thì có tác dụng là làm giảm đau chi ma. Một số biện pháp nữa như là có thể là sử dụng thực tế ảo. Biện pháp này thì cũng mới và về mặt chi phí kinh tế thì cũng hơi cao một chút. Tuy nhiên thì cũng rất là hứa hẹn trong tương lai. Một số biện pháp điều trị khác như là sử dụng thôi miên hoặc châm cứu, kích thích thần kinh ngoại vi qua da, tư vấn tâm lý, tập phục hồi chức năng và lắp chi giả. Tóm lại, đau chi ma là một thách thức đối với cả bệnh nhân và cả hệ thống y tế. Cơ chế bệnh sinh và các biện pháp điều trị thì còn chưa có bằng chứng rõ ràng. Do đó chúng ta cần phối hợp đa chuyên khoa và chẩn đoán và điều trị sớm để giảm đau đa mô thức trước, trong và sau phẫu thuật. Bài báo cáo của em đến đây là kết thúc ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ rất nhiều. Bài báo cáo mà tôi nghĩ là rất rõ ràng. Các anh chị, các bạn ở các đầu cầu có câu hỏi gì cho bác sĩ Võ không ạ? Hôm nay chúng ta năm mới, chúng ta đổi mới. Ai muốn hỏi gì mạnh dạn thay đổi năm ngoái thì toàn tôi hỏi thôi. Các bạn nào có hỏi gì không ạ? Chắc là chúng ta gặp cái này trong cuộc sống chúng ta rất nhiều rồi. Và chắc là bác sĩ của chúng ta đi buồng sinh viên rồi sau này ra đời có người nhà người thân thì chắc chắn đã gặp những hội chứng gọi là đau ma. Tôi muốn hỏi anh Võ một câu, tại sao mình không dùng từ là đau ma mà mình thêm chữ đau chi ma vào? Tùy tôi thấy là có những nghiên cứu người ta là phantom pain đúng không, nhưng mà tại sao lại mình Việt Nam mình luôn luôn gắn chữ chân vào, vì có những cái hội chứng này có thể xảy ra trên người ta cắt vú cắt tai. Thì theo ý kiến của Võ là ta nên dùng từ gì để sử dụng? Cái này thưa thầy, có thể là do tình trạng là thường thì cũng đa phần là gặp ở các cắt cụt tay chân, còn những phẫu thuật kia thì nó cũng gặp nhưng mà ít. Và cái hội chứng này thường là người ta gặp ở trong chiến tranh ạ. Tức là các báo cáo thì thường những cái thuật ngữ đầu tiên thì người ta gặp sau chiến tranh. Tức là thường ở đấy thì nó sẽ gặp là sau các cắt cụt tay chân, đó cũng có thể là nó mang tính lịch sử thì người ta vẫn duy trì như thế. Thì mình vẫn dùng cái từ lịch sử đúng không? Vâng ạ. Tại vì nhiều nhiều trường hợp là chúng ta biết là có những người đặc biệt hiện nay ung thư vú Vâng. người ta bị lấy mà cái ung thư và người ta cũng có cái hội chứng này xảy ra, và chúng ta đang điều trị rất tốt cái trường hợp đấy bằng cách là ngoài cái chuyện là chúng ta dùng thuốc như là anh Võ đã nói thì các bác sĩ hiện nay chúng ta tạo hình mà nhân tạo vú bị cắt đi ngay lập tức. Và bây giờ đã trở thành một cái phẫu thuật thường quy ở rất nhiều các bệnh viện, trong đó có bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thế tôi muốn hỏi thêm là cái cảm giác đau mà, vì đây là bác sĩ Võ, bác sĩ lâm sàng, thì các cảm giác đau ma đấy thì hay gặp cái đau kiểu gì nhất?
đau dao đâm nhiều nhất hay đau kiến bò, hay là nó cũng không không có một cái tổng kết nào về cái kiểu kiểu hình đau? À, tức là nó cũng không 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 có một cái cụ thể nào, nó cũng tùy trên từng bệnh nhân. À, nghĩa là chưa có cái tổng kết nào là sẽ đau như cái kiểu nào thì chúng ta nghĩ ngay đến cái đấy. Vì vừa rồi chúng ta có một cái cây, một cái sơ đồ để chẩn đoán đau đau chi ma do bác sĩ Võ có phân biệt ra đúng không Vâng. ạ? Chia làm hai nhánh rất là rõ ràng, nhưng mà có thêm cái đau gợi ý gì không thì người ta hay nghĩ nhiều đến không? Đau nhai bóp hay là nhai cắt hay là đau nó giống hệt như cái đau trước khi bị cắt? Cái này tức là thường người ta sẽ cần phải đánh giá sâu, nhưng mà thường để chẩn đoán nhanh thì thường mình sẽ đánh giá xem tức là bệnh nhân là đau ở vùng đã chia đã cắt rồi. À. Vâng, thì lúc đấy thì mình sẽ có các đánh giá tiếp ạ. Vâng, cảm ơn Võ. Bác sĩ Võ là bác sĩ về chuyên về gây mê hồi sức và chống đau. Tuy nhiên trong các cái bác sĩ đang ngồi nghe ở đây, tôi nghĩ chắc là sẽ có một trong những bác sĩ ở chuyên khoa về tâm thần, thì đây cũng là một cái bệnh lý mà chuyên khoa tâm thần cũng sẽ đang đề cập đến rất nhiều. Và tôi rất mong là chúng ta sẽ có chia sẻ, có ai có thể chia sẻ được về cái vật tư vấn tâm lý. Anh Võ anh có một cái dòng, một cái đầu dòng thôi đúng không ạ, là tư vấn tâm lý, thì không biết là cái vai trò đấy nó có rõ ràng, rõ rệt hơn không trong cái hội chứng này. Không biết có bác sĩ nào trong tâm lý tham gia vào trong telehealth này không ạ? Đây cũng là một cái vấn đề lớn của Việt Nam. Chúng ta đang tập trung chữa bệnh lý thực thể mà quên mất cái phần phần hồn của bệnh nhân. Hiện nay chúng ta ở đây tất cả các bệnh viện cũng đang cùng chống COVID, và trong bệnh lý COVID hiện nay cái tỷ lệ mà gặp bệnh nhân bị rối loạn tâm thần khủng hoảng ngay trong trong bệnh viện cũng như là hậu COVID đang đặt vấn đề rất lớn. Hiện nay chúng tôi đang tuyển gấp những các bác sĩ tâm thần để hỗ trợ cho cái nhóm chuyên gia điều trị tại bệnh viện COVID Hoàng Mai cũng như là ở được cơ các cái đơn vị hậu COVID. Thì đây là một vấn đề rất là quan trọng đối với cả hệ thống y tế. Tôi đề nghị các bác sĩ lãnh đạo các bệnh viện chúng ta nghĩ đến cái một cái lĩnh vực này để chúng ta bổ sung thêm. Ngay cả tại bệnh viện Đại học Hà Nội chúng tôi chỉ có bác sĩ tâm thần ở một số các bác sĩ ở trong bộ môn thôi, cũng chưa có khoa tâm tâm thần, cũng chưa có cái tổ chức khám về tâm lý liệu pháp hay là tư vấn tâm lý cho các người bệnh hoặc những người mới bắt đầu bị khủng hoảng tâm lý. Anh Võ chắc cũng chia sẻ đúng không ạ, ở ở Bình Dương những cái trường hợp người ta bị loạn thần rất rất nhiều, và chúng ta cũng chỉ có một cái võ cuối cùng của anh Võ là cho thuốc ngủ cho bệnh nhân nằm yên thế thôi. Vâng. Thế chúng ta cũng 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 cần để ý đến lĩnh vực đấy. Vâng, nếu không có cái ý kiến gì thì tôi xin phép kết thúc phần đầu tiên về bổ sung kiến thức khoa học, và xin một tràng pháo tay cảm ơn bác sĩ Võ. Vâng, chúng ta sang phần 2 là phần cập nhật.